quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cùng với tinh thần này, rất nhiều các khán giả của Cà Phê Tech đã yêu mến và đồng hành cùng với những chiến dịch mà chúng tôi làm về những chuỗi nội dung khởi nghiệp trên nền tảng số. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuỗi nội dung tiếp theo mà Cà Phê Tech đồng hành cùng với TikTok Shop, chiến dịch Hành Trình Vạn Đơn. Hành trình vạn đơn, một chiến dịch do chương trình Cà Phê Tech kết hợp cùng TikTok Shop thực hiện nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng từ hành trình khởi nghiệp và tăng tốc trên nền tảng số TikTok Shop của những nhà sáng tạo nội dung, những nhà bán hàng cũng như các doanh nghiệp. Từ đó, khẳng định những điều tích cực thiết thực từ công nghệ hướng người xem đến cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, và hiện tại thì Nhi đang có mặt tại Cần Giờ cùng với chợ phiên Âu Cớp. Nơi đây sẽ có rất rất nhiều các gian hàng trưng bày một số những cái sản phẩm nông sản nổi bật của địa phương nè. Và tại đây không chỉ là trưng bày bán hàng cũng như là giao lưu kết nối, mà hiện tại các Âu Cớp của chúng ta đang thực hiện những cái phiên livestream để mà trực tiếp mang những cái sản phẩm này đến với rất rất nhiều các khán giả đang xem livestream. Và không chỉ một Âu Cớp mà còn rất rất nhiều các đơn vị bán hàng nông sản khác đang cùng nhau thực hiện một cái hoạt động vô cùng sôi nổi và ý nghĩa này. Sự kiện chợ phiên Âu Cớp, chiến dịch quảng bá nông đặc sản do TikTok phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn thực hiện tại Việt Nam khởi xướng đã được diễn ra tại Cần Giờ. Sự kiện là một dấu ấn tổng kết 6 tháng của hành trình chợ phiên Âu Cớp do TikTok phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động đã trải dài xuyên suốt 14 tỉnh thành từ Bắc Cạn, Sơn La, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến quý 4 năm 2023, đã có hơn 800 phiên live gắn logo chợ phiên Âu Cớp được thực hiện xuyên suốt, thu hút hơn 800 triệu lượt xem và mang về doanh thu hơn 100 tỷ đồng cho ngành hàng Âu Cớp với quy mô đầu tư lớn. Cùng tần suất diễn ra đều đặn định kỳ mỗi tuần, TikTok Shop đã kết nối hơn 500 nhà sáng tạo và các nhà bán hàng uy tín để đưa sản phẩm Âu Cớp đến gần hơn với cộng đồng, đẩy mạnh kết nối giao thương sản phẩm, từ đó góp phần lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa vùng miền. Chúng tôi cũng định hướng tới là từ cái sự thành công trong vòng 7 tháng phối hợp với TikTok Việt Nam, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ để chúng ta mở rộng ra các nhóm sản phẩm khác. Và hiện nay thì chúng tôi cũng không chỉ dừng ở việc là tập trung vào thị trường Việt Nam, mà từng bước chúng ta có thể phối hợp với TikTok Shop cũng như là TikTok Global, có thể đưa những cái sản phẩm đặc sản Âu Cớp Việt Nam cũng như những sản phẩm làng nghề đến với các thị trường khác. Ví dụ như trước mắt là chúng ta đến với thị trường ASEAN. Sản phẩm của Việt Nam và các cái đặc sản cũng như các cái sản phẩm của làng nghề thì được đặc biệt yêu thích ở các nước khác. Cho nên là chúng tôi nghĩ cái việc mà chúng ta đưa các cái sản phẩm trong nước để bán ở ra ngoài ở trong Đông Nam Á, nó không phải là một cái gì đấy nó quá khó. Và nếu như từ nhà nước, từ doanh nghiệp và từ các nền tảng cùng bắt tay với nhau thì nó sẽ diễn ra trong một tương lai gần. Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh buổi tọa đàm tìm kiếm chìa khóa đột phá cho thương mại điện tử Âu Cớp nhằm khai thác chuyên sâu về những tiềm năng của nền tảng TikTok Shop trong việc phát triển nền kinh tế địa phương dựa trên các câu chuyện kinh doanh, thành công của các nhà bán hàng. Trực quan hơn cả, có thể kể đến sự quy tụ nhiều sản phẩm nông sản đạt chuẩn nổi bật tại nhiều trạm livestream, song song giúp người tham dự có cơ hội trải nghiệm thực tế quá trình thực hiện một phiên livestream của các đại diện Âu Cớp cũng như các nhà sáng tạo nội dung. Chỉ trong 4 tiếng livestream, chợ phiên Âu Cớp tại Cần Giờ đã tiếp cận 16 triệu người với hơn 350.000 lượt xem. Doanh số sản phẩm được bán ra đạt hơn 900 triệu đồng. Các video đăng tải về sự kiện Âu Cớp Cần Giờ được tiếp cận hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Con số tích cực và vô cùng truyền cảm hứng. Dạ, bây giờ để mình coi lại cái kết quả livestream của Thảo nha. Hôm nay bán khoảng hơn 300 đơn thôi. 300 đơn, nhưng mà mình cũng đã hỗ trợ được rất là nhiều những cái sản phẩm của các Âu Cớp khác. Dạ. Trước đây đó là khi mà mình chưa có bán trên TikTok Shop á, là bình thường mình sẽ bán cho ai, mình bán như thế nào? Trước khi bán trên TikTok Shop thì những cái sản phẩm này nè chỉ có bán sỉ thôi. Thì những cái cửa hàng sỉ họ sẽ tới rồi họ mua về cửa hàng họ bán, thì ai biết đến hợp tác xã thì họ mới tới họ mua. Chứ còn mà sau này mà khi mà em bán trên TikTok Shop thì bắt đầu họ mới nhiều nơi họ mới biết đến, rồi bắt đầu lượng khách sỉ rất là nhiều nha, thì bắt đầu cả nước họ mới biết. Hồi trước đây là em cũng có sử dụng những cái nền tảng khác, nhưng mà em thấy là hiệu quả nó không cao. Nhưng mà khi em sử dụng TikTok Shop và em sử dụng livestream như thế này nè, thì em thấy là
mọi người thắc mắc rất nhiều về sản phẩm của mình và mọi người rất muốn tìm hiểu về thông tin của những sản phẩm đó. Cái lần đầu tiên, tại vì mục đích không phải là bán hàng, cho nên khi mà có được cái đơn đầu tiên, trời ơi, kiểu sao ta, nó wow lắm, là mọi người lại hưởng ứng cái sản phẩm này nhiệt tình vậy á. Nhưng mà lần đầu tiên nó lại lên gần ngàn đơn nữa, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thì cái lúc đó em lại quay qua cái vấn đề là giờ đóng hàng sao. Ừ. Đóng hàng sao trong khi 1.000 đơn mà cứ đóng 1 ký, 2 ký thì nó hơi khó khăn á. Thì thời gian đầu cũng có nhiều đơn hàng đi tới nơi nó bể, nó hư lắm. Tại vì đóng không kỹ với lại số lượng nó quá lớn á. Đó, thì cái vấn đề đó là lần đầu tiên mà em thấy khủng hoảng nhất là hàng hư, là tại vì mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc đóng lẻ nhỏ. Để dành một lời cho các khán giả cũng như là rất là nhiều các bạn cũng đang muốn làm nội dung trên TikTok cũng như là bán hàng livestream trên TikTok, thì Thảo sẽ gửi lời gì đến các bạn? Thật ra Thảo cũng không có cái gì nhiều, nhưng mà Thảo chỉ có một cái câu nói là mọi người hãy làm hết tâm. Ví dụ mọi người muốn làm cái gì, mọi người hãy chú tâm vô làm nó, dấn thân vô làm, cứ thử, đừng ngại, cứ dấn thân vô làm, kiểu gì cũng được. Thưa quý vị, và đó là hành trình tăng tốc của món lạ vườn nhà trên nền tảng số TikTok Shop. Và không chỉ là món lạ vườn nhà mà còn rất nhiều các ô cốc khác đã nỗ lực hết mình để có thể tăng tốc cũng như là lan tỏa tinh thần và những sản phẩm nông sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Và nếu quý vị yêu thích nội dung này, quý vị hãy tiếp tục theo dõi Cà Phê Tech nhé. Và để tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo.